Xin chào các bạn, đây mình giới thiệu với các bạn phần mềm toàn cầu dùng cho mô hình siêu thị mini, tạp hóa hay là shop. Mình chỉ giới thiệu các cách bán hàng rất là đơn giản. Bạn hãy click đúp vào cái biểu tượng TC Shop này, click vào hai cái thì mình sẽ mở phần mềm lên. Khi mình đăng nhập vào phần mềm thì nó sẽ là mã người sử dụng, là mình sẽ đăng nhập cái tên mình dùng và mật khẩu là mình quyết định. Hiện nay mình cho số 1 rồi mình bấm đăng nhập. Rồi thì mình sẽ mở phần mềm lên. Thì trong phần mềm mình nó sẽ có là có chỗ hệ thống để mình cài đặt cái phần kỹ thuật và danh mục, rồi để cài hàng hóa, tên hàng hóa, nhóm hàng hóa, xuất nhập tồn kho, nhập kho, xuất kho, chuyển kho, tính giá vốn và báo cáo tồn kho và thu chi. Thu chi là phiếu thu, phiếu chi, công nợ, phiếu nợ nhà cung cấp và nợ khách hàng, nợ bán hàng thì nó có cái báo cáo doanh thu chi tiết, tổng hợp là có báo cáo lãi lỗ. Sau đây mình sẽ giới thiệu cách bán hàng. Rồi trên đây nó có cái mặt khách hàng. Nếu như mình có quan tâm khách hàng, mình cài đặt cái tên khách hàng hoặc là cái mã khách hàng. Như mình cho gõ tên là AV, là anh Việt Bình Dương. Rồi mình sẽ quét mã hàng ở đây. Vô mình quét, quét mã vạch vào. Quét tiếp tục các sản phẩm vào. Rồi thì khi mình quét xong thì nó sẽ hiện lên cái trà chanh muối 2 và sữa ADM trắng có đường 2 và tổng số tiền là 620.000. Rồi khi mình quét xong thì mình sẽ bấm nút thanh toán này. Nếu trường hợp mình có giảm phần trăm hay giảm tiền thì mình sẽ bấm vào cái nút này, trừ tiền, rồi trừ phần trăm. Nếu giảm phần trăm thì bấm cho phần trăm còn giảm, còn trừ tiền thì bấm chỗ trừ tiền này. Còn nếu mà cộng thêm tiền hay là cộng thêm phần trăm là mình nhập vô ô trống chỗ này, chỗ này. Rất là đơn giản. Rồi khi mình quét xong thì mình nút bấm nút thanh toán. Thanh toán thì tổng số tiền là 620.000. Nếu mà khách sẽ đưa tiền dư thừa thấu thì mình bấm vô đây. Còn nếu mà đồng ý thì mình sẽ đồng ý luôn, bấm đồng ý này, bấm đồng ý. Là sẽ có, nếu có máy in bill trực tiếp thì nó ra khá bill luôn hóa đơn. Còn hiện tại mình in view trên màn hình cho khách hàng xem. Giờ mình sẽ view, mình xem cái bill này. Sale sẽ lên, shop tạp hóa Thu Hà, địa chỉ, có điện thoại là hiện lên và có số hóa đơn ngày tháng năm và khách hàng tên gì, và nếu có điện thoại thì hiện điện thoại khách hàng lên và mua được tổng số tiền là 620.000. Và cái nếu mà mình có tích lũy điểm thì nó sẽ tích lũy điểm cho khách hàng đầu kỳ. Hiện tại là đầu người mua lần đầu tiên, đầu kỳ nó không có điểm mà không, và trung kỳ là 6 điểm, nghĩa là mình cho là 100.000 một điểm thì có 620.000 thì nó sẽ là lên là 6 điểm. Cái bảng điểm này thì mình sẽ tích lũy điểm cho khách hàng hàng ngày hàng tháng. Nếu mình có quy định là đủ số tiền bao nhiêu là mình tặng cái gì hoặc giảm cái gì, thì khi trong báo cáo của mình thì nó hiện tổng điểm và in bill, khách hàng biết là khi in cái bill đó và khách hàng đủ điểm thì khách hàng sẽ được tặng cái gì, và đó là khuyến khích để cho khách hàng đến cửa hàng mình, người ta mua hàng nhiều hơn để tranh thủ để mua đủ điểm.